Rồi, hello, xin chào tất cả anh em nhé. Tiếp tục lại là con app đổi thưởng Win thì đến hẹn lại lên. Hôm nay thì cũng là mùng 1 đầu tháng, thì đôi khi anh em nói là mùng 1 đầu tháng mà chơi mà đỏ thì đỏ cả tháng luôn. Thì hôm nay tôi cũng muốn vào đây là thử thách vận may và xem vận hạn của mình hôm nay và cái tháng này nó thế nào anh em ạ. Rồi, ok, hôm nay tôi sẽ chuyển sang chơi con game quay thú. Và với cái số vốn của tôi thì để xem nào. Vào để chơi xem nào có kiếm được đồng nào không anh em ơi. 128 128 688 688 thì phát này thử đánh chim phát nhá. Rồi, phát đầu tiên vào đánh chim phát, ba con thú rồi chẳng lẽ không ra con chim đúng không? Mà ra con đại bàng càng ngon. Đại bàng ăn 1 trên 12 cơ. Thôi toang rồi, kiểu này không chim được rồi. Thú rồi. Lại là thú 12 thế. Thú 12 thì phát này phải đánh chim nặng lên rồi. Nói chung là bước đầu vào thì cầu kèo chưa biết thế nào, nên đánh cứ bình tĩnh và tỉnh táo anh em ạ. Cứ nhẹ nhàng như là đẩy sang thôi. Nói chung là vào đây chơi thì với mục đích là để kiếm tiền. Quan trọng nhất là chúng ta chơi làm sao cần phải tỉnh táo và biết cách chốt lãi mà ăn non này anh em ạ. Ai, phát này ra chim rồi. Chim chim chim. Ok. Chim này thì không được bao nhiêu nhưng mà vẫn ok anh em ạ. Nếu mà ra đại bàng hoặc là mấy con chim này thì ngon. Đấy. Lại có lãi rồi. Bây giờ tôi sẽ không đánh chim, tôi đánh mẹ nó mấy con nhân 8 anh em ạ. Húp không, chim rồi thì ra gấu trúc hay là ra con chim công đây. Gấu trúc. Đấy, mẹ quá là tuyệt vời. Chính xác luôn, một chim ba thú, bốn thú, một chim lại thú tiếp à. Cược tiếp anh em ạ. Gấu trúc. Quánh mẹ con sư tử nữa. Sư tử đánh 1 lít thôi. Đi đâu là gian sư tử của mẹ. 100 làm củ 2 luôn anh em ạ. À, chim một câu. Trời ơi, ok. Đấy. Rồi, anh em nào mà cũng muốn vào đây chơi trải nghiệm và kiếm tiền cùng với mình thì mình có để link tải và link nhóm nhận lộc ở dưới phần mô tả nhá. Anh em có thể là tải về chơi trải nghiệm và vào đây kiếm tiền cùng với mình. Ok. Đang đi một chim một thú rồi anh em ạ. Con này đánh mẹ thú 5 lít đi. Ôi 100 à. Được rồi, nếu mà về thú thì 100 này là gỡ được con sư tử. Mà biết đâu ra con sư tử nữa đúng không? Toàn rồi, không chim mà cũng không thú. Ê, đào. Nào, để xem phát này chim hay thú đây anh em ơi. Phát này đánh lòng hoàng luôn anh em ạ. Mẹ, nếu mà đỏ là vẫn được húp đúng không? Đấy. À, chim một câu rồi, ok. Chà. Ba chim rồi đấy anh em ạ. Ba chim rồi, phát này chuyển sang đánh thú. Ok, làm phát thú 5 lít nữa. Ba con chim rồi thì chuyển sang đánh thú. À, chết chà. Nói chung là chơi thì cần phải có đỏ và có may mắn nữa anh em ạ. Hy vọng hôm nay là đầu tháng thì cũng đỏ và may mắn đây. Thôi toang rồi. Đi mẹ nó thế, bốn con chim rồi. 86 86. Cược phát con thú đi. Cho phát con thú đây. Úp không. Úi dồi ôi, nếu mà ra con thú mà ra con sư tử thì mẹ nó một ăn 12 thì ngon.
Ôi rồi ra con thỏ, ok. Đấy, 68, 68. Con này làm phát mẹ nhân 8 đây. Đấy, phát này coi như là tất số lãi luôn anh em ạ. Được, phát này là chốt lãi nghỉ luôn. À, vẫn ăn ra được 5 lít. 5 lít với phát này mà lãi phát này là 3824 nữa là được 3 củ đấy. Ok đấy anh em ạ. Rồi, ho địt mẹ nó phát này ra sư tử cày thật. Kéo được rồi. Mình lớn lên rồi. Mẹ nó phát vừa nãy mà được thì là chốt lãi nghỉ là quá ngon. Con này 5840 là đi vẫn được mẹ nó 2 củ rưỡi đây. Một phát này húp được 2 củ rưỡi mà không húp phát này tạch là một toi. Hy vọng là húp rồi. Địt mẹ mày lãi là thú vãi cả lồn. Toang rồi, bẹt cò. Bẹt cò này toang rồi. Toang rồi, hy vọng con này ra đây thì mẹ đó gấu trúc rồi, gấu trúc địt mẹ rồi, thôi chốt nghỉ luôn anh em ạ. Ok, hôm nay nói chung là chốt nghỉ có lãi để cho đỏ và may mắn cả tháng luôn, làm 2 củ anh em ạ, nhẹ nhàng tình cảm khởi công ngay đầu tháng. Ok, hẹn gặp lại tất cả anh em vào những video lần sau nhé.